chào mọi người, mình là Tăng Bình Như. Hiện tại mình đang quay bộ phim Nhà là nơi để về. Trong bộ phim này thì mình đảm nhận vai Hân 17 tuổi. Nhân vật Hân có một cái tính cách rất là trẻ trung năng động vì cô gái này còn đi học. Bộ phim này xoay quanh gia đình 6 người, đó là bà ngoại, ba Bảo, mẹ Phương của mình và dì và Dượng. Tính cách của nhân vật của mình thì dễ thương, trong sáng. Có những tình tiết trong phim rất là đặc biệt. Thì mọi người muốn biết bộ phim nội dung như thế nào thì nhớ đón xem nhé.